Vừa rồi quý vị vừa thưởng thức tiết mục của tổ dân phố Hoàn Lạc, và sau đây phường Lam Hạ chúng tôi lại chuẩn bị một tiết mục nữa, đó là tiết mục của tổ dân phố Quỳnh Chân của phường Lam Hạ chúng ta. Vâng, xin mời quý vị nổ một tràng pháo tay thật đặc biệt để chào đón câu lạc bộ Quỳnh Chân với tiết mục trên nền nhạc bài Nhịp Điệu.